Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu anh em nào mà mới đến với kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận video sớm nhất từ team của mình. Thì trong chuỗi video liên quan đến tựa game Titan Hunter thì trong các video trước mình đã chia sẻ mọi người cách làm sao để chúng ta có thể là đăng ký này, liên kết ví này, làm sao để chúng ta có thể là rèn ra các đồ này và cũng như là cái cách để chúng ta có thể audit các cái đồ non-NFT thành đồ NFT và chúng ta bắt đầu earn được từ cái game Titan Hunter này rồi. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta vượt qua cái boss, tiêu diệt được cái boss Legendary trong cái tựa game Titan Hunter này. Thì trước tiên mọi người đăng nhập vào game nhé. Thì mọi người sẽ vào game và mọi người sẽ vào cái phần này để mọi người chơi và diệt các cái boss này. Thì đây tổng quan về game thì sẽ có các cái phần như sau này. Đầu tiên là về cái level của bạn này, số đá gem này, thì ban đầu tài khoản mới sẽ được 1.000 gem. Thì cái gem này sẽ dùng để hồi sinh hoặc là dùng để mua được các cái loại đá để chúng ta rèn đồ. Thì mình recommend anh em là chỉ dùng để hồi sinh đúng không? Và hồi sinh khi mà mọi người gặp boss legendary và mọi người chết thì mọi người hãy hồi sinh. Và thứ hai là chỉ hồi sinh một lần trên một trận thôi. Bởi vì hồi sinh một lần chúng ta chỉ mất 20 gem thôi. Nếu mà chúng ta hồi sinh càng nhiều thì mất càng nhiều gem, và sau này khi mà chúng ta lỡ mà gặp boss legendary mà chúng ta chết thì chúng ta sẽ không có đá để hồi sinh nữa. Ok, thì cái năng lượng này là full 25/25 này. Thì vào mỗi trận chúng ta sẽ cần phải 5 năng lượng, và cứ mỗi 10 phút thì nó sẽ hồi một năng lượng. Như vậy là khoảng 4 tiếng thì nó sẽ hồi full được 25/25 năng lượng. Và chúng ta sẽ chơi được 5 trận đúng không ạ? Cứ 5 năng lượng là một trận. Thì cái map đầu tiên là map lá. Đây anh em thấy map lá. Map lá này thì sẽ có 20 level, tổng 20 level. Đó, các map tiếp theo là map nước là tổng 40 level này. Map lửa tổng 50 level. Đây là map bóng tối tổng 50 level. Map cuối cùng là map ánh sáng cũng là tổng là 50 level. Thì ở đây anh em mà là mới thì mọi người trên map đầu tiên là map lá, còn anh em đã chơi ok rồi thì chơi map nước, từ map thứ hai trở lên, map nước hoặc map lửa. Thì khi mà vào chơi thì cứ mỗi 5 level là anh em sẽ gặp một boss. Boss này chắc là boss random, từ boss của common này, rare, elite, epic, heroic và legendary. Thì gặp boss legendary mà chúng ta giết được ấy, tiêu diệt được thì chúng ta sẽ nhận về số titan là nhiều nhất khi mà chúng ta sở hữu cái vật phẩm NFT. Nếu mà chúng ta không có NFT nhá thì chúng ta sẽ không nhận được titan. Ok, anh em lưu ý điểm này nhá. Phải có NFT thì chúng ta mới chơi được và kiếm được titan và chúng ta có thể rút về được. Ok, giả sử mình chơi map lửa này đi thì mình sẽ vào map lửa để mình chơi này. Rồi, là mình đã gặp boss legendary thì cái cách đánh của nó như sau. Thì chúng ta cứ bắn thôi và chúng ta phải né được các đạn của nó. Và cái con legendary nó sẽ khỏe hơn các con thông thường. Thì nó đạn của nó bay rất là chậm thôi. Chúng ta cứ né ra một góc là được. Rất đơn giản thôi. Và là khi chúng ta mà đánh được thắng cái boss legendary này thì chúng ta sẽ nhận được lại số titan cũng như là vàng và đá rất là hiếm luôn. Đó, mình đã tiêu diệt được boss legendary ở màn thứ 10 đúng không? Level 10/50 này. Đó, mình sẽ nhận được trái tim này, tức là năng lượng, máu, vàng được tầm 29 đồng titan. Ok anh em, nó rất là đơn giản thôi đúng không? Ok, vậy là trong video này mình đã chia sẻ mọi người các cái chế độ map chơi cũng như là cách để chúng ta mà gặp được boss legendary để chúng ta đánh thắng và chúng ta nhanh nhặt được đồ token titan. Thì nếu anh em nào mà chưa hiểu phần nào hay có thắc mắc bất cứ vấn đề gì thì mọi người hãy comment dưới video nhé, hoặc là join nhóm Titan Hunter của Việt Nam này, cũng như là Facebook group, cũng như là Telegram để có thể là cập nhật những thông tin mới nhất về tựa game này. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.